Con gà đã được vào trong tầm nhắm. Bây giờ mình chỉ cần nổ súng một cái thôi là con gà sẽ chết queo. Và chúng ta sẽ có được KFC để ăn. À, ok, để mình lại gần hơn xíu mới được. À, chuẩn bị nè. 1 2 3. Ơ, cái gì, cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi là trời, cái bà Sammy này, bà có tin tôi bắn vào không? Hả hả, làm gì mà làm gì mà bà la ông sầm vậy? Trời ơi, Sam Sam, tôi nói bà nghe nè. Bà im lặng đi, bà im lặng. Bà, trời ơi, rồi xong bà la làng, sao con có con gà của tôi chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, tôi đang tính là tôi lấy cây súng nè, tôi ngắm nó xong tôi bắn nó, tôi đem nó về tôi làm KFC cho bà ăn. Mà bây giờ bà la làng lên là cho nó chạy mất tiêu rồi, thấy chưa? Mất tiêu con gà của tôi rồi. Cái gì mà gà của ông, gà này là gà của ông Dịch nè. Này gà ông Dịch bị sổng trường, ông bắn là ông Dịch cào đầu ông á, ông không sợ hả? Trời ơi, trời, tôi đang đói bụng mà, giờ tôi phải đi tôi kiếm mấy con gà tôi săn bọn nó tôi ăn. Ơ, thấy rồi, thấy rồi. À, ok, ok. Ê, thôi, mày, thôi, hả, mày? Chị ơi, chạy đừng có bắn nữa, tại đây tôi trông xem cái này hay hơn mấy con gà, tôi nói thật luôn á. Chạy tin tôi đi. Hey, trời ơi, mệt quá, có chuyện gì, nhanh lên, để tôi còn gọi là đi săn mấy con gà nè, tôi đói bụng quá. Ông thấy không, đây là cái gì không? Ủa cái này là cái gì đây? Ủa gì nhìn lạ hoắc vậy? Xin giới thiệu với ông, gọi là trân trọng giới thiệu với ông, đây là cổ máy thời gian của Doraemon tan tan. Ghê chưa? Cái gì? Cái này là cổ máy thời gian của Doraemon á? Gì lần đầu tiên tôi mới nghe luôn nha, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy có cổ máy thời gian trong Mini World luôn á. Ôi bà xạo quá, làm gì có chuyện mà có cổ máy thời gian trong Mini World. Trời ơi, tôi làm gì biết nó sao, ông biết vì sao tôi có cái này không? Ông phải thắc mắc điều đó chứ, đúng không? Ủa, sao bà có được cái cổ máy thời gian của Doraemon kìa? Trời ơi, tôi là bạn của Doraemon thời cấp 2, ông không biết à. Xạo, làm gì có chuyện mà bạn của Doraemon. Doraemon chỉ là một nhân vật trong truyện tranh thôi, làm gì có ngoài đời thật, xạo. À, ông nghĩ sao về tôi không phải bạn, làm sao tôi mượn được cái cổ máy thời gian siêu xịn sò này, không phải không? Thôi mà mặc kệ đi, mệt quá, nhưng mà cái cổ máy thời gian này là gì đây? Cái này có tác dụng gì? Cổ máy thời gian này có tác dụng có thể đưa ông đến trước tương lai hoặc là về sau quá khứ. Đó là cổ máy thời gian đấy. Ghê không? Có nghĩa là nếu như mình leo lên cái cổ máy thời gian này thì mình có thể đi đến tương lai và về quá khứ, đúng không? Đúng rồi, đi đâu cũng được hết á. Wow, hay quá vậy. Ok, vậy bây giờ nè, tôi muốn xem thử coi trong quá khứ gọi là cái làng Hero Team chúng ta là cái gì. Tôi muốn leo lên cái cổ máy thời gian này xong tôi quay về quá khứ được không? Trời ơi, được hết, đây là hàng real mà, hàng real. Ok, rồi, leo lên thử coi, leo lên nè. Rồi, đây, tôi leo lên đây cho ông xem đó. Rồi, chuẩn bị nha, bây giờ tôi khởi động máy lên nha. Rồi. Ui, wow. Đó, ui. Hay không thấy hàng trời xịn, ông thấy chưa? Thôi mấy bạn ơi, cổ máy thời gian rồi biết bay luôn, ghê vậy, đâu lại coi. Ui, xịn vậy, ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với quá khứ nha. Ok, let's go. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ nè, mình sẽ cùng với Sammy nè, chúng ta sẽ thử sử dụng cổ máy thời gian của Doraemon để quay trở về quá khứ coi làng Hero Team của chúng ta là một cái gì nha. Không biết trong quá khứ làng Hero Team chúng ta là một cái bãi đất trống như thế nào ta, để mình xem thử nha. Ok rồi, bây giờ bấm nè, quay trở về 100 năm trước. À không, 100 năm ít quá, quay trở về 1000 năm trước. Đi thôi. Yeah. Trời ơi, đúng là cổ máy thời gian, nó bay cao vãi mấy bạn ơi, coi nè. Hey. Ôi trời. Oh my god. Ôi trời, con gì đậu tôi vậy? Ui trời ơi. Con gì vậy? Ôi, con vịt bị béo. Tào lao, cái này là con chim chứ con vịt gì? Ôi nè. Ui, có con voi nữa nè. Wow. Wow, nhìn nè. Ồ, có con voi nè, Sam ơi, qua đây coi nè. Ui trời ơi, nhìn nè. Vậy là chúng ta đã quay trở về quá khứ rồi hả? Đó, ông tin tôi chưa? Trời ơi, ghê quá vậy, nhìn nè, trời ơi, bây giờ tôi tin rồi đó nha. Bởi vì á, quay trở về quá khứ cho nên chúng ta đã nhìn thấy được voi nè. Wow, hóa ra ngày xưa mấy bạn ơi, ngày xưa làng Hero Team chúng ta là một cái bãi đất trống và có rất là nhiều những động vật hoang dã luôn nha, có voi luôn á nha, ghê chưa? Ôi, bên đây còn thêm một con nữa nè, là hai con luôn, bên đây một con nè, bên đây một con nữa là hai con voi luôn, ghê thiệt. Ui. Wow. Ê Sam ơi, mà mấy con voi này nhìn nó to đẹp ghê luôn á. Ồ khoan, còn bên đây còn con gì nè. Con rùa nè, con rùa dễ thương chứ nè. Ủa nó đi chậm chứ kìa. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, bên đây có con rùa nè. Ui. Đi chậm chứ kìa. Ôi nó đi chậm kìa. Ôi trời, con rùa này không biết nó khi nào nó mới về được tới nhà đây ta. Con này đi chậm hay là chậm luôn á. Ôi, bà là lụm được gì vậy? Tôi lụm được quả trứng nè, không biết quả trứng gì luôn. Ui, hình như là quả trứng rùa hay sao, đâu đưa tôi coi. Wow, Sammy lụm được một quả trứng rùa nữa bạn ơi. Ok, chọi thử coi. Rồi xong, chọi ra không được gì hết à. Thôi nhưng mà không nha,
chúng ta thấy được con rùa nè mọi người ơi, mọi người coi nè, trời ơi wow đẹp vãi, tôi sợ luôn. Ừ rồi bên đây còn em con gì tiếp, nè tìm tiếp con còn gì đây, con này là con gì mà sao nhìn cái người nó đang thui thùi lùi mà cái đầu nó xanh lè xanh lét vậy, ly kỳ vậy. Ờ con này nhìn nó lạ lạ sao Sam ơi, hình như con này là cái con gà thời tiền sử hay sao á. Wow là con gà hồi trước đây. Ôi, hả trời mọi ơi. Người ơi trời ơi mọi người ơi, tính ra cái thời của bọn mình á là cái con gà nó màu trắng, còn cái thời này là con gà nó màu đen á. Nhìn bựa vậy. Ừ đúng rồi, nhìn nó đang thui hơi lùi luôn nè. Ờ nó đang nhìn tôi nè. Ok ok rồi mình sẽ đi vòng vòng mình xem thử nha. Wow tính ra ngày xưa làng Hero Team chúng ta là một cái bãi đất trống có nhiều động vật thế ta. Ui bên đây là những cái con chim là chim gì ta? À, tôi nhận ra là nè, đây chính là một cái loài chim mà tôi không nhớ tên của nó là tên gì, nhưng mà con này tôi nghe nói là nó chuyên gia ăn thịt của xác chết á. Ủa ghê á, nghe ghê không? Có nghĩa là bất cứ con gì mà bị chết ha, là mấy con chim này sẽ đậu xuống và ăn thịt con đó luôn á, ăn đến khi nào còn bộ xương thôi á, ghê không ghê không? Ồ, ghê ghê vậy? Ừ, tôi biết cái con này mà, tại con này tôi có học rồi đó, chỗ nó bay kìa. Nó bay cực kỳ cao nha, mà nhìn tôi nhìn nó béo phì hay sao, sao mày cái bụng nó to đùng mà. Tại sao nó bay được nhỉ? Thường thường mấy con bụng bự không bay được đâu. Theo tôi học là vậy á. Ôi, chắc là tại vì nó có cánh á cho nên nó mới bay được. Trời chứ tôi cũng nghĩ là mấy con mập như thế này làm sao mà bay nổi trời. Ok rồi, để tôi qua tôi xem coi. Ai, nói chung là trong đây từ nãy giờ tôi cảm thấy là con dâu là đẹp nhất luôn Sam. Đó, con dâu là con mà tôi thấy nó đẹp nhất luôn á, coi nè. Wow. Đẹp vãi, trời ơi, giờ tôi mới tin là cái đó là của mấy thời gian thiệt á nha. Không ngờ nó có thể cho chúng ta quay trở về được thời tiền sử luôn á. Coi nè, có voi nè. Ê, không biết chúng ta có đến được cái thời mà có được khủng long không ta? Không biết nữa, chắc được hết á. Tại máy này máy xịt mà, trời đi được hết. Trời. Rồi, ok ok rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thử coi cái thời khủng long xem coi như thế nào nha. Ui, tôi thích là ngày kia là hay á. Ok ok rồi. Ok bạn ơi, thôi cuối cùng á thì mình cũng đã đến được gọi là quá khứ của làng Hero Team rồi anh em ơi. Hóa ra trong quá khứ làng Hero Team chúng ta là một cái bãi đất trống có rất là nhiều những con vật bay bay thế này nè. Có cả voi nè, có cả rùa nữa, trời ơi nhiều mấy con vật thời gọi là tiền sử ơi luôn á. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử đi đến cái thời gọi là của con gì ta, con khủng long thử nha. Ok rồi, Tammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, chúng ta cùng nhau đi đến thời khủng long thôi. Cổ máy thời gian, bắt đầu. Hey. Ồ. Trời ơi, vậy là chúng ta đã đến được thời khủng long rồi hả? Wow, để mình xem coi, mình xem coi. Nhanh vậy ta, nhanh vậy ta. Ui, khủng long kìa Sam ơi, nhìn kìa. Khủng long cổ dài. Wow, khủng long cổ dài kìa. Wow, đẹp quá vậy. Ơi, ơi qua qua mình qua mình xem thử coi, qua xem thử coi. Hey. Ui, ở bên dưới đây nó có con cá vậy nè Sam ơi, nhìn nè. Ui, cá thấy gớm vậy? Con cá gì đâu mà cái miệng nó dài vậy? Trời. Qua đây. Bơi qua đây coi khủng long nè, qua đây. Wow. Nhiều quá à. Trời ơi nhìn nè, trời ơi các bạn ơi. Con khủng long nó to gì đâu á trời. Trời ơi nhìn nè các bạn ơi. Con khủng long nó còn to hơn cái đầu của mình luôn á. Trời ơi cái con này ha, tôi nói thiệt nha. Cái chân của nó mà đạp vào đầu tôi cái chắc tôi bể đầu luôn sao mời trời. Ôi, tôi cao không bằng cái chân của nó luôn á. Trời ơi nhìn nè. Cái chân nó còn to hơn ông đó kìa, nó chuyện là cái gì mà ông bằng cái chân. Trời ơi, hai đứa mình cộng lại cũng chưa bằng cái chân của nó chứ đừng có nói một mình tôi. Rồi qua đây coi. Ồ, ngoài khủng long cổ dài còn con khủng long gì nữa không ta? Ê, bên đây có con khủng long gì màu xanh nè Sam. À, con này đi bằng hai chân thôi nè. Sam ơi chạy đi. Ôi, mày tránh ra. Mày dám cắn Sammy hả mày? Ôi, chạy. Ôi, rồi xong Sammy bị độc luôn rồi. Con khủng long này nó có độc hả? Rồi. Ồ, có độc. Chết rồi. Mày bánh mì. May quá. Ăn vô coi chừng bị độc á. Trời. Ôi mấy con khủng long này màu xanh này nó nguy hiểm quá bạn ơi, nó cắn bọn mình được á nha. Ok. Trời ơi khủng long này là khủng long ác các bạn ơi. Mấy con khủng long màu mà cổ dài nè anh em. Khủng long cổ dài thì ta gọi là khủng long hiền nha, bởi vì khủng long cổ dài là bọn nó chỉ ăn lá cây thôi, bọn nó chỉ ăn cỏ thôi chứ nó không ăn thịt người. Đó, còn mấy con khủng long màu xanh này là bọn nó ăn thịt người nè. Trời ơi nó ác ghê luôn á. Thôi, chúng ta không nên lại gần bọn nó Sam ơi. Đi thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng để coi còn con gì khác nữa không nha, để mình xem coi. Ui. Nè, Sam, qua đây. Sam ơi. Đâu? Bên đây nè. Trời ơi. Wow, con khủng long gì đây? Khủng long gì nhìn giống con tê giác quá vậy? Wow, nhìn nè. Trời ơi, nó dĩa kìa. Trời ơi. Trời ơi, nó dĩa cục phân kìa. Thôi ghê quá. Gớm quá. Trời. Ôi, nhưng mà con này nó có tấn công mình không? Không, hiền này hiền khô hà. Hiền hả? Ok. Đâu? Có bạn nào biết tên của con khủng long này là gì không? Mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình thấy con này nhìn lạ quá. Wow. Từ đây tôi trông xem cái này nè. Đứng ra. Gì đâu? Một núi phân. Trời ơi.
trời phân luôn bạn ơi. Quá trời luôn. Trời ơi. Trời, rồi xong rồi. Tại thêm cục nữa nè. Tại thêm cục nữa nè. Trời, tính ra là mấy con này nhìn nó đẹp mà sao nó ỉ nhiều quá, ghê quá. Gớm quá, thui quá, thui quá. Con gì sâu lưng không vậy? Cái con gì vậy? Kỳ vậy? Đâu con gì đâu? Nè nè nè, con gì kỳ khôi vậy? Hả con gì? Nè, dưới nước nè, thấy không? Ôi, con này con cá gì mà sao nhìn nó dẹp lép vậy? Con cá gì mà nhìn nó dẹp lép vậy trời? Trời ơi trời, nhìn kìa. Nó ốm nhôm nhách nè. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ lại rồi. Chúng ta không nên đi thăm khủng long đâu. Vừa thăm khủng long nè, vừa gặp nguy hiểm nè, mà còn vừa gọi là bị thúi nữa chứ. Mấy con này nó ị quá trời luôn. Từ nãy giờ tôi thấy nó ị quá trời luôn. Ừ, một nùi phân luôn, ghê quá. Ôi, tính ra mấy con khủng long cổ dài nó to thiệt chứ. Đứng bên đây mà nhìn thấy bằng nó luôn nè, nhìn nè. Để sợ luôn á. Quá trời luôn, mà còn đông nữa chứ. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta không nên tham quan gọi là cái thời gọi là thời khủng long nữa đâu. Lỡ đâu gặp khủng long bạo chúa là nó dí theo, nó ăn thịt mình. Đúng với rồi. Sammy luôn á, cho nên là không được đâu. Hay bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta sẽ thử đi đến tương lai thử xem coi làng heo đầu tiên chúng ta là nó sẽ như thế nào nha. Sammy có đồng ý không? Đồng ý luôn. Ok rồi mấy bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cỗ máy thời gian của Doraemon. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời hiện đại để xem coi trong tương lai cái làng Hero Team của chúng ta sẽ trở thành một ngôi làng như thế nào nha. Ok, và bây giờ thì đi thôi. Thế giới hiện đại, đi thôi. Ây à, trời ơi là trời. Tại sao chúng ta lại bị dịch chuyển xuống dưới cái hồ nước vậy? Trời là trời. Ok, tôi chở. Ok. Ôi, cái gì đây? Cái này là cái thuyền á hả? Wow. Đây là thuyền rồng, ghê chưa? Wow, cái thuyền hình con rồng luôn, đẹp vậy. Wow. Lên bờ. Trời ơi trời, chưa gì dịch chuyển đến tương lai cái là rơi xuống luôn cái hồ nước luôn, ghê thiệt. Leo đây Sam ơi, leo đây. Tôi béo quá đi, không có được. Trời ơi, ăn cho nhiều vô mập như heo rồi. Leo lên không nổi. Ok, leo đây. Ôi, wow, Sam ơi nhìn kìa. Trời ơi, tôi không ngờ là thế giới thời hiện đại á, tương trong tương lai cái làng Hero Team của chúng ta nó lại đẹp như thế này luôn á. Wow. Ở dưới đây còn có thêm mấy con gì đây? Ôi, mấy con mèo nè. Wow, có mấy con mèo nè. Trời ơi, con mèo màu trắng nè. Thường thường mèo màu trắng là đắt tiền lắm luôn nha. Wow, đâu qua đây coi còn gì nữa không? Ui, có hoa nè Sam. Trời ơi, tính ra là cái bông hoa này nhìn đẹp ghê luôn á. Cái thời của bọn mình đâu có thấy mấy bông hoa đâu ta, sao thời này bọn nó lại có nha. Wow, ghê thiệt. Trời ơi bạn ơi, mình không ngờ trong cái thời hiện đại á, không phải là thời hiện đại, phải nói là trong tương lai của làng Hero Team chúng ta nó lại đẹp như thế này luôn á. Wow, đây là năm bao nhiêu vậy ta? Để mình xem coi. Wow, ui có điện thoại nữa nè, điện thoại để ở ngoài đường á nè, nhiều vãi. Chà, tính đẹp ghê luôn á. Tôi đang nghi ngờ nha, cái căn nhà màu xanh bên kia là nhà của tôi á Sam. Tại vì tôi thường thích nhà màu xanh lắm. Tự nhiên nhà màu xanh là nhà của ông. Ôi, tôi nghĩ là như vậy thôi mà, chứ tôi có nói là nhà đó chắc chắn là nhà của tôi đâu. Còn nhà xanh lá cây chắc là nhà của Camui nè, đó. Nhà màu đỏ, nhà của Caron nè. Ủa mà sao không thấy cái nhà màu vàng nữa hết ta? Kỳ ta, sao không thấy nhà của Dịch ta? Ừ, sao tôi lại không thấy cái ngôi nhà nào là nhà của Dịch hết ta? Ê, bên đây nhà màu xám kìa. Ơi nè, bên đây có ngôi nhà màu xám nè. Ngôi nhà màu xám này chắc là nhà của Sammy nè. Ủa kỳ vậy? Wow, đẹp quá mọi người ơi, thật sự là rất là đẹp luôn á nha. Rồi mọi người ơi, trong tập này nè, mình đã cùng với Sammy gọi là sử dụng cỗ máy thời gian của Doraemon để chúng ta cùng nhau đi đến tương lai và xem thử xem coi Hero Team của chúng ta trong tương lai và trong quá khứ nó như thế nào. Thì không ngờ rằng á là cỗ máy thời gian nó lại làm được các bạn ơi. Nó cho bọn mình quay về cái thời gọi là có khủng long luôn á. Rồi chúng ta còn đến được thời tương lai là cái thời mà có rất là nhiều những ngôi nhà xây cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Không ngờ Hero Team của chúng ta trong tương lai nó lại phát triển đến như vậy luôn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình với Sammy sẽ phải quay trở về làng Hero Team gọi là năm 2020 đây. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt.